Hôm nay gái nhà tôi đi du thuyền. Gái có ý kiến gì thì phát biểu cảm tưởng đi nào. Xin chào các bạn. Con nói đi. Hôm nay lần đầu tiên bé đi thuyền này, thi thuyền này, đạp trên sông này. Úi dồi ôi, sông rộng này cơ mà. Sông thênh thang này. Chúng ta đang... Con tiếp tục đi. Phát biểu cảm tưởng hôm nay đi du thuyền, lần đầu tiên đi du thuyền à. Con thấy thích không? Hả? Có thấy sợ không? Con thấy sợ cá mập không? Có. Sợ cá mập hả? Đấy, trèo đi. Úi giời ơi, cũng trèo đấy. Đấy, trèo này, úi giời ơi. Đấy, trèo đấy nha, bố ngồi, bố nằm, bố ngủ đây. Bố ngủ mà bố ngủ, bố cứ mát mát đây. Thì bố quạt mát cho con gì nữa. Để con trèo thuyền cho bố đi. Con cá trong kia kìa, con trèo kia bắt con cá. Đâu? Con cá đâu? Hử? Con cá đâu? Ở trong cái khu kia cơ mà. Thế bắt kiểu gì? Đó. Bắt kiểu gì? Con trèo ra ngoài đấy rồi lấy tay bắt thôi. Sợ cá mập. Sợ cá mập á? Bố từ đi. Không, ở đây không có cá mập. Cá cắn á? Cá nó cắn vào đâu bây giờ? Con có thò cái gì xuống dưới đâu mà nó cắn. Đây là cảnh sông nước quê tôi. Bố ơi, du bên đây kiểu nào? Làm sao? Du bên đây kiểu nào? Con kéo vào. Con đi vào đây gì? Ừ.